Cháu chào Chúa. Chào chú. Hai đứa ngồi xuống. Dạ thưa chú, đây là thằng bạn cháu ở dưới quê. Một hôm trước cháu có nói với chú rồi đó. Hôm nay cháu dẫn nó đến đây để xin chú cho nó một công việc ạ. À, chú biết rồi. Mong chú giúp đỡ ạ. Cháu cứ đưa bạn ra công ty rồi thử việc dần dần nhá. Dạ vâng ạ. Mày vào trước đi, tao có việc chút. Ai đây? Chào anh. Đi lấy chuối về cho lợn ăn à? Vâng. Tưởng cô thế nào? Bỏ tôi để đi theo đại gia. Thế mà bây giờ phải lấy chuối về cho lợn ăn à? Đúng là ông trời có mắt mà. Cái loại người hám tiền như cô ấy nhận được kết cục như ngày hôm nay, đúng là quả báo mà. Mà thôi, tôi cũng cảm ơn cô. Vì cô bỏ tôi mà tôi có động lực để được thành công như ngày hôm nay. Cô có biết bây giờ tôi là gì không? Sau bao năm cố gắng, tôi đã có một vị trí quản lý trong công ty rồi đấy. Hôm nay tôi cho cô thấy tôi không phải là kẻ bất tài như cô đã từng nói. Thế thì chúc mừng anh. Tôi có việc, tôi xin phép. Khoan đã. Chắc bây giờ cô đang hối hận lắm phải không? Tôi không hối hận. Ngày trước cô bỏ tôi vì tôi không có tiền. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là tiền. Tiền của cô đây. Anh làm gì vậy? Tôi cho cô đấy. Nể tình, ngày xưa là người yêu cũ. Tôi thấy cô nghèo quá, tôi cho cô thôi mà. Tôi không cần. Thôi, gạt bỏ cái sĩ diện đấy đi. Cúi xuống mà nhặt lấy đi. Ơ, không lấy à? Không lấy thì thôi vậy, nhờ. Đúng là người ta bảo rồi, nghèo còn sĩ à? Không lấy thì thôi vậy, mình lấy. Đức, mày vừa làm cái gì vậy? Ồ, mày ra muộn quá đấy. Mày không ra sớm mà xem. Tao vừa lấy tiền ấy, tao sỉ nhục em My đấy. Chắc bây giờ tức tao lắm đấy. Mày mày làm cái gì vậy đâu? Việc đến nước này rồi, tao cũng muốn nói cho mày một sự thật. Gì? My bảo tao giấu, nhưng mà anh cũng nói chuyện với nó rồi. Nó không muốn lên đi làm với anh. Nó bảo là ở quê, không muốn lên thành phố. Nhưng mà anh biết, vì nó yêu em, không muốn xa em thôi. Đây là cơ hội tốt, không phải ai cũng có được. Thế mà nó lại có cái suy nghĩ nông cạn như thế. Mấy hôm Tết ấy, thỉnh thoảng em thử nói chuyện với nó xem sao. Vâng ạ. Thôi anh về đây. Chán thật ấy. Anh Đông ơi. Hả? Em nhờ anh một chuyện được không ạ? Chuyện gì?
My chia tay mày là vì thấy mày không có động lực làm việc. Suốt ngày lêu lổng, rượu chè, rồi cờ bạc nữa. Nhưng sao cô ấy không nói trực tiếp với tao? Nói cho mày, nhưng mày có nghe đâu. Thế còn thằng kia nữa? À, đấy là anh họ của My thôi. My nhờ anh ấy đóng giả làm người yêu để cho mày tức. Mấy năm qua, lúc nào My cũng quan tâm đến mày. Cái áo len màu trắng sọc đen là My tặng cho mày đấy. Anh Đông ơi. À, My à? Vâng ạ. Giờ anh chuẩn bị lên thành phố ạ? À, ừ. Anh về qua nhà một tí rồi anh lên thành phố luôn. Anh Đức dạo này thế nào rồi anh? Công việc anh ấy như nào ạ? À, nó vẫn khỏe. Nó sáng dạ nên là học nhanh lắm. Bây giờ ấy, đã làm tốt công việc được giao rồi. Nhưng mà vì cái chuyện kia ấy nên suốt ngày nó ủ rũ, chỉ tập trung hết vào công việc. Hay là em thử gọi điện cho nó xem. Dạ thôi anh ạ, cứ để mọi việc như thế đi. Anh ấy làm việc như vậy là em cũng vui rồi. Đúng là tôi cũng đến chịu với cô đấy. Trời lạnh rồi, anh gửi cái áo này cho anh Đức giúp em ạ. Anh ấy vốn dĩ không chịu được lạnh, dễ bị ho lắm. Anh nhắc nhở anh ấy mặc ấm giúp em nhá. Ừ, anh biết rồi. Thôi em xin phép em về đây ạ. Ừ. Mày có nhớ cái lần mẹ mày bị bệnh phải phẫu thuật không? Anh Đông ơi. Ờ, My à. Mẹ anh Đức sao rồi ạ? Tình hình nguy cấp lắm nên bác ấy được chuyển xuống bệnh viện thành phố rồi. Đức thì đi cùng, còn anh về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân với quần áo. Thế ạ? Bệnh nguy hiểm nên là cần phải phẫu thuật gấp. Bây giờ anh phải đi xoay tiền cho nó nữa đây. Thôi anh đi đây. À anh ơi. Hả? Anh Đức đang cần tiền, mẹ em vừa xuất được mấy con lợn. Anh cầm số tiền này đưa cho anh Đức về ạ. Như thế làm sao được, em còn bao nhiêu thứ phải lo nữa chứ. Tiền để cho thằng Đức ấy, anh xoay được. Số tiền này em cũng chưa cần dùng đến. Anh cứ đưa cho anh Đức, lo cho bác anh ạ. Thôi rồi, thế anh thay mặt thằng Đức cảm ơn em nhé. Có gì để anh nói với nó. Anh đừng nói với anh Đức. Anh cứ bảo đây là số tiền của anh cũng được. Em không muốn anh ấy biết. Thôi em về đây. Còn tình hình bệnh tình của bác, có gì anh gọi điện báo cho em biết với nhá. Em chào anh ạ. Đúng là một cô gái tốt. Phải thôi, cô lấy chồng, sinh con là chuyện bình thường mà. Ê, sao? Gặp My chưa mà sao buồn thế? Sao mày lại giấu tao? Giấu mày á? Chuyện gì? Thì cái My lấy chồng, với lại sinh con rồi. Mày bị thần kinh à? My nó lấy chồng bao giờ? Sinh con lúc nào? Hôm qua tao sang, tao thấy nó chơi với đứa bé mà thân thiết như mẹ con ấy. À, thế chắc là con của ông anh trai nó. Chứ My nó đã lấy chồng đâu. Mày nói thật á? Mày không về quê nhiều nên không biết. Chứ tao về suốt nên là cái thông tin đấy chắc chắn luôn. Cái My mấy năm nay nó có lấy ai đâu. Nó vẫn yêu mày, chờ mày mà. Người con gái như thế mày phải biết trân trọng ấy, rõ chưa? Ơ? Ôi! Đức! Đức ơi! Mấy năm qua, lúc nào My cũng quan tâm đến mày. Cái áo len màu trắng sọc đen là My tặng cho mày đấy.
My, My ơi. Anh. Anh xin lỗi vì anh đã trách nhầm em. Đáng nhẽ anh không nên đối xử với em như vậy. Anh không cần phải xin lỗi đâu. Anh về đi. Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh muốn bọn mình được như trước kia. Quá muộn rồi. Tôi không còn tình cảm với anh. Anh về đi. Dám lừa tôi à? Anh xin lỗi. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. My, mấy năm qua đi làm, anh nghĩ lại, anh thấy mình trước kia thật không tốt. Anh không có ý chí, anh hèn nhát, anh kém cỏi. Nhưng bây giờ anh khác rồi. Anh trưởng thành hơn. Anh biết cố gắng cho tương lai của mình. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhá. Từ bây giờ trở đi, em cho anh được nuôi em nhá. Xin chào các bạn, mình là My đây. Nếu mà các bạn thấy tập phim này hay, ý nghĩa và các bạn yêu thích bộ phim này thì các bạn hãy nhớ cho bọn mình một nút like, một cái share và một lượt subscribe nhá. Và sau khi subscribe xong thì có một cái chuông ấy, các bạn nhớ ấn vào cái chuông đấy để nhận thông báo của bộ phim bọn mình mỗi ngày. Bye bye, I love you. Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo, số điện thoại 0859 11 3333.